Ok, hả? Xin chào người đã trở lại với channel của mình là cả đây. Và hôm nay mình sẽ reaction một cái video Minecraft của YouTuber nước ngoài nữa. Thì đây là channel của YouTuber ấy, các bạn có thể xem và ủng hộ channel nha. Anh này có làm về Minecraft Team Team Lab đúng không? Kiểu Minecraft tu nhanh ấy. Thì mình thấy khá là thích anh này, tại vì mình có xem một video của anh này xây nhanh rồi. Và cái video này thì mình chưa xem nên là mình muốn xem cùng các bạn luôn. Thì anh này muốn gọi là xây lại một cái Minecraft thực tế ấy, kiểu như là ở ngoài đời như thế nào ấy. Thì bên trong anh ấy xây như thế đấy. Thì nó sẽ không phụ thuộc vào Minecraft, kiểu anh ấy lấy block anh ấy xây thôi, không có dùng cái kiểu như là một cái vùng đất băng giá đúng không? Anh ấy sẽ xây thêm. Cái này không phải, anh ấy xây trong siêu phẳng luôn. Đấy, kiểu vậy, các bạn hiểu không? Rồi mình sẽ chỉnh tốc độ cao và sau đó mình sẽ cùng các bạn xem nha. Đấy. Ôi, chạy cái gì, khoan. Nhạc to quá, mình chỉ chỉnh. Đấy, các bạn thấy chưa? Xây nhanh lắm, các bạn nhìn đi. What? Cái này là khối kim cương nha. Cái này là khối kim cương. Và anh ấy dùng một cái shader mình cũng thường dùng. Shader này mình cũng dùng một hai lần thôi, chứ không phải là thường dùng. Wow. Mình không ngờ là mấy anh này dảnh đến mức là mà xây như thế này luôn ấy. Kiểu như là người ta chỉ vào Minecraft để người ta thực hiện cái sự sáng tạo của người ta thôi. Còn mình là vào Minecraft để chơi game, kiểu như sinh tồn, cái kiểu chơi mấy cái thể loại sinh tồn khá là mới ấy. Kiểu mỗi người có một cách chơi khác nhau mà đúng các bạn. Wow. Tại sao lại xây bằng khối kim cương ta? Anh ấy đang build một cái núi đó các bạn. Ở dưới thì anh ấy có build thêm cỏ. Cái này không phải là Minecraft kiểu sinh tồn bình thường, cái này là người ta chỉnh siêu phẳng để người ta xây thôi. Nếu mà chỉnh thế giới sinh tồn bình thường. What? Ui, từ ngắt đầu này cho mình nhìn kỹ cái mặt biển đó các bạn. Không phải mặt biển, kiểu như một cái dòng sông mà anh này xây thêm mấy cái block vô y chang luôn, y chang ngoài đời luôn. Các bạn nhìn cái mặt nước ở ngoài đời như thế nào thì anh ấy xây y chang như thế ấy. Rồi. Đấy. Cát thì anh này không dùng bằng lóc cát các bạn, anh ấy dùng bằng đá, đá hồ cương ấy. Đấy, nó đẹp luôn. Cái núi anh này xây trông rất là đẹp. Tại sao anh ấy lại xây kim cương rồi sau đó anh ấy lại phủ thêm đá các kiểu vào, rất là kỳ công nha. Wow. Hồi nãy là cái mặt nước thôi, xong bây giờ anh ấy cho thêm nước xanh vào luôn. Ơ, sao hay vậy? Ui, sao lạ vậy ta? Kiểu ném nước xanh lá cây mà sao biết là nước. Đấy, các bạn thấy làng không? Wow, nhìn vào đúng hùng vĩ luôn các bạn. Đây là cái cây nha, cái cây vàng nha. À, hiểu các bạn. Kiểu như này xây cái cây vàng đúng không? Xong rồi anh dùng cái lệnh có cái búa đi. Xong rồi ấn một cái cây một phát nó sẽ biến đổi màu nước luôn. Wow, hấp dẫn thật sự. Ui lộn các bạn. Anh ấy ấn vô thì cái màu cây chứ tự nhiên mình nói cái màu nước hơi lộn. Hơi nhầm. Tại thấy xe đẹp quá, nói hơi nhầm. Wow, mọc nhiều cây vải, cây toàn cây cổ thụ nha. Mà cái cây xây khá là đẹp các bạn. Nhìn nè, mấy cái cây kiểu nó có thêm tơ nhện nữa, nhìn khá là đẹp. Nhạc cũng khá là nhanh để mà theo kịp cái khả năng build qua nấy. Để mất thời gian khá là nhiều đó các bạn. Wow, không tin luôn ấy. Mình đời nào theo kịp anh này để xây cái như thế này trời. Mình thấy xây những cái Minecraft kiểu bình thường là hùng vĩ lắm rồi mà. Có người lại xây kiểu như này luôn. Ủa tại sao mấy cái cây như thế này. À dùng lệnh các bạn à. Các bạn nhìn này mấy cái cây mà nó. Mình cứ tưởng dây leo không ấy. Nhưng mà thực chất không phải. Nó là cái cây, cái mầm cây ấy. Thực sự không ai build bài này được rồi. Mình không biết là có nhiều YouTuber khác có build như thế này được không. Nhưng mà mình thấy anh này build khá là hay ấy. Ngại gì không cho anh ấy một like các bạn. Xem xong là phải cho một like nha. Wow. Trời ơi, muốn lên cái cây này ở luôn chứ. Các bạn nhìn vô là các bạn muốn sinh tồn đúng không? Đừng có sinh tồn ở đây nha. Bạn nhìn này toàn xem bằng len bằng đá không à. Ở đây nói chung là nó y chang một cái thực tế ở bên ngoài. Nhưng mà thực chất sinh tồn thì không được đâu. Chỉ nhìn cho đẹp thì thôi chứ. Lâu lâu nó phát sáng nó nhìn đẹp vãi các bạn. Thế là hết rồi à. Vãi các bạn thấy không? Mình không xem hai cái trong này nhưng mà thực chất là anh này build rất đẹp. Các bạn muốn xem một cái nữa không? Để anh ấy build mặt trăng. Mình sẽ like cho nấy. Và lát nữa mình sẽ bấm like bên cái video kia nha. Để mình quên like đi. Này có 2 phút thôi nhưng mà xem bonus đi. Bonus thêm một cái nữa. Các bạn gì kìa.
Nhìn nè, anh ấy không có say mà anh ấy đứng chỗ chính giữa các bạn thấy không? Đấy, mình zoom tới chính giữa các bạn thấy rõ không? Chắc mờ câm đúng không? Đứng chính giữa. Quay vòng vòng vòng. Hay vậy. Kiểu như người ta xây sẵn xong người ta dùng lệnh hay sao ta? Chắc là hay luôn, mình đâu thấy có ai say đâu. Wow. Đây là mặt trăng đấy các bạn. Ấy, thường ở trên mặt trăng nó sẽ có mấy cái lỗ như thế này nè. Đó, rất là hay luôn. Mặt trăng thực tế đó các bạn. Xây cái gì cũng phải thực tế nha. Trời, có khi nào này build nguyên cái trái đất xong xây nhà từng cái nhà luôn không trời? Ở sáng tạo các bạn, để chơi ở chế độ sáng tạo cùng với lại là một cái mặt phẳng. Chứ sinh tồn mình sao mình xây được như vậy? Nếu bạn muốn xây như thế này thì chắc chắn phải có sáng tạo thôi, chứ sinh tồn không bao giờ các bạn xây được. Bạn muốn lấy mấy cái lóc cát này cũng hơi cực đấy các bạn. Rồi lấy từng nguyên liệu này. Wow, cái gì mà có kim cương phọc lên ghê vậy? Không hiểu lắm nhưng mà kiểu có người bắn tên lửa vô mặt trăng hay sao đó. Cái gì vậy ta? Kiểu như có người bắn tên lửa vô mặt trăng vậy. Kiểu vậy. Wow. Đấy, mình nói đúng mà. Rồi hiểu. Con người phá hoại môi trường, sau đó là dẫn đến là phá luôn mặt trăng. Ok. Đấy, mình đâu thấy anh ấy say đâu. Anh ấy đứng ngoài chỉ luôn là nó tự say luôn. Quá là hay. Thế là xong mặt trăng nha các bạn. Mặt trăng đang bị phá hủy. Ok. Wow. Đúng đẹp luôn ấy. Ui. Chừng nào mình mới đạt tới cái trình độ xây như thế này trời. Mình biết là có nhiều người người ta đầu óc người ta sáng tạo, người ta xây rất là nhiều thứ đẹp. Còn mình thì đầu óc mình không không đủ trình sáng tạo cái bè kìa. Rồi. Thì đó là những video của anh này nha. Nếu các bạn thích thì có thể xem thêm video team lab của anh này làm nhiều cái video team lab lắm. Ở đây cái nhà cây đó, mình có xem cái nhà cây này rồi. Và mình cũng muốn xây nhưng mà thôi, cậu bỏ đi, không có trình đủ trình để xây nhà này đâu. Và mình sẽ qua bên cái video cũ của anh ấy hồi nãy để mà like nha. Khá là hay đấy. Rồi, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video reaction video Minecraft của YouTuber nước ngoài với mình. Thì cảm thấy thích thú thì các bạn nhớ subscribe channel của này và like nha. Còn bây giờ thì bye bye, chúc các bạn ngày tốt lành. Yeah, hẹn các bạn video sau nha.